Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này dám chứng minh liên tiếp trong thời gian nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex và website đào tạo Forex. Hôm nay là ngày đầu năm mới 2020 và gì nhỉ? Tôi xin được gửi đến nhà đầu tư những giá trị khai lộc đầu xuân ở trên thị trường để cho mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá trực tiếp những giá trị này trên thị trường giao dịch Forex. Với những giá trị trực tiếp trên thị trường giao dịch Forex và cũng là những gì nhỉ? Ngày cuối cùng của những năm cũ 2019 và những sự thành công đã qua của bên trung tâm đào tạo Forex, tôi xin được chào đón năm 2020 cùng với toàn thể nhà đầu tư và gì nhỉ? Trực tiếp trên thị trường giao dịch Forex. Và từ giờ cho đến Tết thì hầu như tôi sẽ không có giao dịch tiếp nữa, và gì nhỉ? Tôi sẽ giao dịch rất là nhỏ trên thị trường, coi như là gì nhỉ? Để chia sẻ lộc đến mọi nhà đầu tư, để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận về những giá trị này trên thị trường. Và nhà đầu tư phải hiểu rằng khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, các bạn phải hiểu rõ về những giá trị của điểm vào và những giá trị của điểm vào lệnh trên thị trường, thì bản thân các bạn phải nhìn nhận, phải đánh giá được đâu là những giá trị trực tiếp ở trên thị trường giao dịch Forex này. Khi các bạn muốn tồn tại ở trên thị trường giao dịch Forex thì bản thân các bạn phải thấy rõ được những giá trị kiến thức đó ở trên thị trường này, họ cái người đứng ra chia sẻ họ phải áp dụng vào trong thực tế trên thị trường. Thì các bạn nhìn thấy vậy thì các bạn mới dần dần, các bạn mới định hình, các bạn dần dần các bạn mới có thể hiểu để mà áp dụng vào trong thực tế trên thị trường giao dịch Forex này. Chính những cái người đứng ra chia sẻ trên thị trường này, họ không thể nào áp dụng vận dụng vào trong thực tế. Từ những giá trị tài khoản nhỏ để cho các bạn nhìn nhận, để tạo ra những giá trị trên tài khoản lớn, thì làm sao mà các bạn có thể vận dụng và áp dụng vào trong thực tế? Đó là giá trị mà tôi chia sẻ gửi đến nhà đầu tư trong năm 2020 này. Tôi mong muốn rằng các nhà đầu tư hãy nhìn nhận cho đúng những giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex, và các bạn có thể giao dịch giống như bản thân tôi trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể các nhà đầu tư. Xin chúc nhà đầu tư giao dịch thành công ở trên thị trường và gì nhỉ? Đạt được nhiều giá trị hiệu quả trên thị trường và nhìn nhận cho đúng mọi vấn đề khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Và đây cũng là nhà lệnh từ năm cũ với những giá trị lợi nhuận, và thêm vào đó là lệnh khai xuân ngày hôm nay trên thị trường. Tôi xin chân thành cảm ơn thị trường và cảm ơn toàn bộ nhà đầu tư đã tin tưởng và đồng hành với cả bản thân tôi. Cảm ơn toàn thể học viên, và hẹn gặp mọi người vào trong buổi off ngày 9 tháng 1 năm 2020 sắp tới, để chúng ta cùng nhìn nhận và đánh giá và cùng phân tích về các giá trị về đầu tư trên thị trường, từ những giá trị giao dịch trong ngắn hạn, trong trung hạn, trong dài hạn, và vận dụng các cái nguồn vốn trải trên các thị trường khác nhau ở trên thị trường về đầu tư. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường.